Mio đi siêu thị, bữa nay quý vị xem coi, đi với Mio coi gần Halloween ở trong siêu thị có bán gì nha. Đây tất cả là bánh kẹo cho Halloween nè. Kẹo người ta để vô cái hộp này, vậy là 3,50 đồng. Ở đây tất cả hình bánh kẹo có hình ha. Có hình Halloween cho mấy đứa nít đó quý vị. Kẹo chippy này là mấy đứa nhỏ nhà Mio thích lắm nè. Đó, mà tới ngày lễ mới có mà nguyên thùng bự như vậy luôn chứ không có lẻ. Không biết sao lúc này kẹo này lẻ hết rồi, không có nữa. Đây là tất cả các loại kẹo dẻo, rất là ngon. Kẹo dẻo trái cây đó quý vị, rất là ngon luôn. Rồi ở đây có kẹo hình Halloween nè, ở trên này cũng vậy nè. Rồi bây giờ thì Mio phải đi vào trong thôi. Trời ơi, hạt dẻ ở đây to quá trời to luôn quý vị ơi. Nè, hạt dẻ to quá. Walnut cash 8,50 euro một ký. Đây là quả ốc chó nè. Cái này là quả ốc chó nè quý vị, tươi luôn đó nha, chưa có đập ra nha. Rồi bây giờ mình vô đi xem coi bữa nay mua cái gì. Bông đẹp quá quý vị ơi. Trời ơi, bông đẹp quá, bông hồng đủ màu luôn. Quá trời là màu. Cái này là bông đóng gói sẵn ha. Nay có cái loại bông cúc nhưng mà nó to quá trời. Ở đây nho người ta để vô bịch vậy nè, nho trái to kia. Nó nè bí quá. Halloween là có bí à. Ơi, bí xanh honey green. Đủ thứ loại bí luôn quý vị. Halloween là có bí ha. Cái này là trái cây không. Cái này là những cái rau cải để trong tủ đông lạnh. À, nãy mình vô nói là Aika salad cốt à. Mình nói là mình mua salad, lát mình sẽ chiên nấm quý vị. Mình sẽ chiên nấm thì mình sẽ cuốn với salad mình ăn. Ananas hồng. Hồi nãy mình vô có mua 2 chiếc hồng ngoài chợ. Giờ đang đến mùa hồng rồi đó, ngon lắm. Ôi trời ơi, bí nè. Bí bự quá trời bí luôn quý vị ơi. 1 kg lô là 1 đồng 12, 1 đồng là 25 ngàn ha. Thêm 12 nữa khoảng 26 ngàn, 1 kg lô bí. Một trái bí đó nặng biết bao nhiêu. Đây là đồ ăn làm sẵn nè quý vị. Đậu, thịt, đồ. Mấy cái đồ ăn làm sẵn, mấy người nào người ta không có thời gian nấu nướng, người ta mua cái đồ ăn làm sẵn, spaghetti nè. Còn này là mì Ý mà với tôm. Mì Ý với tôm, đủ thứ ha. Nếu ai ở mình thì mua ăn cho rồi nấu chi cho nó cực. Còn cái này là đồ ăn Tây, khoai tây nghiền nè, chó đậu, có rau củ, rồi thịt họ dồn với trứng họ nướng, rồi có nước sốt lên ha. Đây các gói món này cũng ngon lắm nè. Thịt nướng đậu nè, khoai tây nè, ngon. The heo rút in the cap mix we have our texture special. Cái này là cái món ăn đặc biệt nè. Đường nhiều lắm quý vị. Này bánh táo mới vô rất là thích ăn. À hồi tuần rồi cũng có mua 3 đồng là 75 ngàn một cái ổ bánh táo này nè quý vị. Táo rất là ngon luôn á. Người ta làm dừa ngon lắm, táo ngọt tự nhiên nha. Đây cũng là bánh táo. Bánh mứt. À, tiramisu, dạ. Chocolate Noel tiramisu pack. Cái này kẹo Noel nè quý vị. À, sắp tới Noel, sắp tới lễ rồi. Kẹo rất là ngon, rất là đẹp ha. Chocolate 5 đồng 29, 5 đồng rưỡi. Đây, tiramisu. Đó, đây, tiramisu nè quý vị. Rẻ lắm ha, có 1,50 euro à, cho pho 2 cái như vậy á. Ngon quá, lấy 2 hộp như vậy đó. Bánh mì tươi trong lò ra luôn á quý vị. Là các loại bánh kẹo này là của Noel nè. À, tới Noel là có mấy cái chocolate truffle này rất là ngon nha. Ngon lắm quý vị. Nhưng mà trước tiên là tới lễ thằng mới có mấy bánh hình này nè.
Với lại là bánh kẹo làm hình đẹp lắm quý vị ơi. Sô cô la, thấy sô cô la này là thấy lễ rồi quý vị ha. Đó, tất cả hình sô cô la lễ nè. Lễ này xong cái là Halloween, xong Noel là hết một năm rồi ha. Đây, sô cô la Noel đây rất là ngon luôn. Milka cái này rất là ngon luôn. Ở đây cũng tất cả loại sô cô la. Sô cô la Cotedor này, này nổi tiếng ha. Rất là ngon quý vị. Nên cái này là cái loại sữa, còn có kia có cái loại đen. Mì vô sẽ đi đến cái quầy này để coi có cái con gà nhỏ nhỏ mà vô mua về mà vô nướng. Mì vô thích cái con gà nhỏ màu vàng này mà nó mắc quá. Bữa nay sao không thấy ta? Ở dưới này nè. Trời ơi, 10 đồng con nhỉ. 10 đồng một ký, 11 đồng 25 một ký lô mà con này nhỏ xíu à. Bây giờ nói là con gà nhưng mà nó là con chim, nó là con coquette, là con coquette de jour. Có khi nó có mấy cái con còn lại nó để mấy bên này là rẻ quý vị. Lần trước mình vô mua được 2-3 con luôn, mình vô để tủ đông á. Bữa nay thì không có rồi. Cái con mới này nhỏ xíu nhẹ mắt lắm. Thịt ở bên đây người ta làm sẵn cắt như vậy đó, là mình mua miếng nào nặng nhẹ gì mình lựa tùy theo giá mình ha. Đó. Làm sẵn trong hộp gì hết rồi quý vị ơi. Sườn nè, sườn cừu nè quý vị, cái này thịt cừu nè. Rất là ngon, rất là mềm nha. Mắc lắm. 7 đồng mấy có 3 miếng nhỏ xíu vậy mà mình làm lại nó teo lại còn có chút ép à. Rất là ngon. Phía bên tay phải mình vô đây là những quầy bán rượu. Giờ đang khuyến mãi nè, gần tới Noel là lúc nào cũng vậy, rượu 2 tặng 1, 2 tặng 1. Người ta mua nhiều lắm quý vị ha. Để gia đình ăn uống vào Noel rồi Tết luôn. Rồi xong rồi có bạn bè gì đó, bởi vì 2 tặng 1 là chắc chắn là người ta sẽ mua. Bây giờ cũng có mua để dành với hầm rượu khi có gia đình tới thôi, chứ bình thường bây giờ không có uống. Hai mấy cái chai to giả mang 26 đồng một chai. Chateau, Chateau Suda, rượu Mê Đốc là nổi tiếng ha. 2018. Đây là thịt xay nè, thịt xay bên này bán sẵn, làm sẵn gì mình muốn mua nhiều. Fanta, it have not a tea Fanta. Này họ làm mà giống như xúc xích tươi vậy đó ha, mình chiên mình ăn với khoai tây chiên với rau củ kèm theo. Ta nhồi sẵn vô rồi. Này là người ta làm thịt viên sẵn để cho mình nấu súp mình bỏ vô. Có loại tươi nữa quý vị ha. Dạ. Giờ mình vô sẽ đi mua nước nước dừa. Bây giờ uống nước dừa tươi á quý vị, bây giờ không có uống nước lạ, nước lạnh, không có uống nước không. Bây giờ uống nước dừa tươi nè, rồi bây giờ pha nước trà chanh, pha nước trà trái cây rồi bây giờ uống thêm. Thường thì bây giờ hay mua nước dừa này. Ba hộp. Hồi nãy mình có ăn chai cherry. À, đây rồi, rồi. Mà cherry á. Hồi nãy mình có đổi điểm nên lấy cái chai nước này nè. Mà cái của mình là cái cherry. Here are in lemon á. And fresh cái này bông gì? Cherry đâu? Đây trà cherry. Hồi nãy mình lựa là cherry mà sao đây nó lại là cái này ta. Lấy không đúng là một lát ra không được. Tại vì nó có cho đổi điểm á. Đổi điểm lấy cái chai này 250 điểm. Mình lấy cái chai này với cái giá là 2 đồng mấy một chai chắc. Mà sao nãy của mình lựa là cherry mà ở đây không có thấy cái nào cherry vậy ta. Cái này là mấy cái hình của mấy cái hãng nổi tiếng nè. Disney,
Mấy cái hãng nổi tiếng á, trong đó nó có cái phim hoặc nó có phim hoạt hình có gì á, là nó làm những cái này nó bán mắt với nhau quý vị. Biểu tượng cho cái nhãn hiệu đó. Dễ thương á. For the Halloween and Úc for the dễ thương quá, mình còn thích nói chuyện nít. Nít nó thấy này chắc nó đòi á. Mà mắc quý vị ơi. Disney or nó làm đặc biệt ha. Cái Lego Disney is in Harry Potter. Ở đây có cái ly Harry Potter nè, đẹp quá nè. Giờ mình sẽ đi lấy trứng. Ở đây là bơ. Bơ để làm bánh. Mình sẽ đi lấy trứng gà. EF of Promosi. Both the EF not in cross to Kizu. Clan. Clan chỉ gần úc. 20%. Cứ lấy cái bự. Đi grot à. The trader. For three naka and then not is. I tried to hit 20%. Na nít đan. That's ook the zelda. Giờ mình đi lấy trứng. Lấy trứng gà. 27 tháng 10. Ở đây là dao ô, sữa dao ô. Mình dao uống dao ô chuối. Mình dao uống dao ô chuối xong rồi. Dao ô chuối uống để cho cái đường ruột mình nó tốt. Đây mình dao uống mình dao ô này. Trong cái chai. Mà này mình dao uống luôn ha. Có chuối với dâu mà mình vô uống thì thường là chuối không thôi. Cái này là giảm giá rồi là 3.50 đồng quý vị. Đây là quầy nuôi đồ mấy cái thứ để mình làm spaghetti, làm nuôi đồ ăn ha. Đây là những cái sao, ở đây có cái loại sao spaghetti rất là ngon, làm sẵn rất là ngon luôn quý vị. Bên này là dầu ăn, olive honey, olive foley. Đây là mì ăn liền bên đây dở lắm quý vị ơi. Chỉ có cái này ăn được, mà này đặc biệt một chút ha, của Nhật. Cái nước sốt nó đen thui rồi quý vị. Còn mấy cái mì châu Á là để là Việt Nam phở bò hả vậy ha. Nhưng mà cái nước lèo không có gì hết, toàn bột nêm không à. Mình không biết từ đâu sản xuất cái này, từ Hà Lan. Mà để là phở bò ăn không có nghe một chút nào mùi phở đâu quý vị. Mình vô đã mua thử rồi. Còn của Knorr thì mắc lắm. Mà
mà cũng không có ngon nữa. Bởi vì cái mỗi lần đi Việt Nam bây giờ có mua theo mì để đem theo á, lâu lâu tới mùa lạnh mình ăn thấy vậy mà không có ngon quá vậy. Đây những loại sốt cà chua, đây là những loại đậu nữa. Bây giờ nấu chè, bây giờ mua đậu trắng này với đậu đỏ, đây đậu đen này bây giờ nấu chè nè, bây giờ mua đậu đen này bây giờ nấu chè. Rồi bây giờ thì mình đã đi chợ xong rồi, bây giờ ra tính tiền thôi. Ở đây mình tính tiền máy quý vị ha. Cũng có cách xa để tính tiền, những người nào người ta không thích tính tiền máy, mình vô tính tiền bằng máy không à. Đây bây giờ mình bắt đầu tính tiền. Để thẻ khách hàng thân thiết vào trước nha. Quầy của mình vô là quầy số 6. À, tất cả những gì mình vô mua hôm nay, nước dừa của mình vô uống nè, giấm nè, trứng nè, Fanta nè. Bây giờ uống cà phê này nè, một gói một thôi ha, cho sữa vô. Rồi xong thịt gà, bơ. Cái này là cũng như củ dền. Không phải, không biết kêu bằng cái gì ta. À, bắp cải đỏ mà làm chua đó. Này tiramisu nè. Rồi đây là nước uống do uống sữa. Rồi bây giờ xong rồi mình đi về thôi quý vị ơi. Rồi vậy là bây giờ